Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái chanh chanh muối nha mọi người. Và ở đây mình không có muối cục cho nên mình sẽ sử dụng muối bột mình chà cái chanh này. Và bắt đầu mình hướng dẫn mọi người nha làm chanh muối. Thì bây giờ mình sẽ chà cái chanh này với muối cho nó sát vô nè các bạn. Cho nó chạy chạy cái vỏ này nè các bạn. Xong rồi mình rửa lại với nước á, thì mình sẽ đổ đường vào nha các bạn. Đổ đường và chút xíu muối để cho cái phần đường nó làm cho cái da của cái chanh muối này nó giòn hơn, nó dai hơn nè mọi người. Đó. Trong đây á, thì các bạn cũng nên bỏ thêm một chút xíu muối nữa nha mọi người. Đó. Đó, bỏ thêm chút xíu muối rồi xóc nó lên. Chà nó. Sẽ đi rửa cái này ra và cái nước đã sôi rồi mình sẽ đổ vào trụng cho cái phần da này nó chín nha mọi người. Khi đổ nước rồi mình sẽ đổ ra cái rổ và bắt đầu mình đi phơi nắng nha các bạn. Mình đi phơi nắng cho nó ráo cái phần này và mình quay trở vào mình nấu cái nước muối nha. Ngày hôm qua thì mình đã chất mấy cái này vô rồi. Và gài đây các bạn. Muối của mình đây, mình sẽ đổ cái này qua đây nha. Giờ thì mình đậy nắp lại. Bỏ tay vô chưa? Giờ đậy nắp lại nha các bạn. Đậy xong rồi bắt đầu mình đi phơi nắng. Là mùa đông mình sẽ có chanh muối. Rồi, các bạn thấy không? Nhìn màu đẹp không? Khi mà mình phơi mà nó đổ qua cái màu nâu vàng vàng chút là mình ăn được rồi. Nhưng cái này mình gài lại, mình đổ nước cho nó qua cái mặt dưa chanh để mình sợ nó mốc đó các bạn. Chở video của mình ngày hôm nay nha, và chúc mọi người làm một cái muỗng chanh muối thật sự là thành công nha. Bye bye. Trước tiên em sẽ cắt khúc cái quả dưa leo và bổ đồ nó ra và móc cái ruột nó bỏ, chỉ lấy cái phần thân thôi. Khi mình sắc cái dưa leo xong nè các bạn, bây giờ mình sẽ đổ một chút muối vào để mình bóp cho nó ra nước bớt nè các bạn. Đó, bây giờ cho chút xíu muối vô, bóp cho nó ra nước một chút để khi mình ăn nó không có bị ra nước nhiều á mọi người. Bây giờ cái gỏi á, thì không thể nào mà thiếu cái rau răm được hết, thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng rau răm nha các bạn. Rau răm này bữa mình mua mình làm gỏi đu đủ nó còn dư lại nè mọi người. Mình lật cái lá như thế này rồi xong rồi cái mình chừa lại cộng nè các bạn, mình gắm xuống rồi mình trồng lại là cả mùa hè này mình sử dụng rau răm mình không cần phải tốn tiền. Mình lật rau răm xong thì cái phần này nó cũng đã mềm rồi các bạn. Các bạn thấy không? Nó ra nước nè, đặt ra nó ra nước nè. Đó. Nè, thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ bóp cái này và mình rửa nó nha các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ mắc cho các bạn một cái chiêu. Đó là mình sấy cái rau cho nó mau khô nè. Mình sử dụng cái máy này dắt nước cho rau nó mau khô các bạn. Mình sẽ dắt cái rau dưa leo này nha mọi người. Mau khô không và nó sẽ không có bị dập, không có bị dập cái rau mình ăn nó không có bị mềm các bạn. Nó khô rồi các bạn thấy nhanh ghê không. Giờ mình sẽ dắt thêm một cái lần nữa nha. Đó, xong.
phần rau của mình nó đã khô rồi nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Nước cũng nó nước nó bao nhiêu nó nay ra đây hết rồi các bạn thấy không? Đó nước nè, nước đây. Xong. Như vậy là xong rồi các bạn. Mình sẽ đổ ra. Mình sẽ đổ ra cái thau này đi nha. Mình sẽ cho ra cái thau. Cho ra đây đi. Cái phần khô là mình đã kêu ông xã mình nóng chiên rồi đó các bạn. À, các bạn thấy nhìn ngon không? Đó, mình để một bên chút xíu nữa mình sẽ xé, mình trộn vào. Và nước mắm thì mình sử dụng 3 tép tỏi. 3 tép tỏi ha, một trái chanh. Và cái hũ ớt này là mình đã bầm sẵn rồi cho nên mình không có cần phải bầm nữa. Và một chai nước mắm với một hũ đường. Cùng với đường nha các bạn. Mình sẽ cho nước sôi vào. Mình vừa ra ngoài sân vẽ được một mớ rau tí tô nè các bạn. Mình sẽ trộn chung với cái rau dưa leo này ha. Hello, xin chào cả nhà. Bây giờ mình đã hoàn thành cái món rau dưa leo, gỏi dưa leo. Mình sẽ ăn trước. Ông xã mình nó bận cho cá ăn, mình sẽ ăn trước nha mọi người. Món này là món nấm đông cô chiên trứng các bạn. Đây, các bạn thấy không? Nấm đông cô chiên trứng. Gì mới đây hết biên rồi kìa. Rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng ăn cái gỏi này với mình nè. Đó các bạn. Nhìn thấy hấp dẫn không? Đó. Mời mọi người nha. Chấm vô đây. Giòn cũng luôn, ngon lắm. Giòn cũng luôn các bạn ơi. Trong cái phần cá này nó đã thấm vừa ăn rồi. Cái phần cá này thấm vừa ăn rồi. Còn cái phần nó dưa leo để mình ăn thử từng phần nha. Bây giờ mình ăn thử phần cá. Nó mặn, trong cá nó mặn rồi. Theo kiểu họ ướp mặn mà hơi lạt lạt á. Dưa leo bạn nha, giòn không? Dưa leo là do nãy mình chan nước nước tương vào á. Với bây giờ mình bỏ cái khô vô nữa cho nên nó thấm vô, nó hơi mặn mặn ngọt ngọt. Cái món này mình khuyên các bạn nếu như làm á, các bạn bỏ vô, bỏ cái phần chua
với cái phần ngọt đó, nó nhiều hơn một chút xíu. À, phần chua với phần ngọt nó nhiều hơn chút xíu để khi mà mình trộn lên á là nó có phần cá nó mặn rồi. Nêm ít xuống nóng thôi. Hoặc là các bạn chấm vô như thế này là nó mới vừa ăn. Ăn cơm đi anh. Cái phần chiên trứng này của mình là hồi sáng. Sáng mình ăn còn lại. Tối không? Ăn thử là vợ làm qua sao? Ngon không? Anh chấm như này nè. Còn ăn không là nó mặn. Chấm với nước mắm nè. Nó mặn nó giòn, giòn cụm cụm luôn. Sinh nhật không? Mặc đồ kimono. Mặc của mỗi. Giờ này đóng Hollywood. 47 chiến binh. Mấy người nào đóng của Hollywood này. Nhưng mà ý là đóng cái phim này của Nhật. Nói về tiểu sử của Nhật. Mà có lát tí tô vô nữa nó thơm. Mỗi chút cá vô nó sẽ thơm hơn.